Nước lũ rút, sau 2 ngày bị ngập sâu, gia đình anh Trần Hồng Nhàn ở xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê trở về nhà để lau dọn nhà cửa. Mặc dù đã chủ động kê cao tài sản, nhưng do nước lũ lên nhanh khiến nhiều vật dụng trong gia đình bị cuốn trôi hư hỏng, lấm lem bùn đất. Để giúp gia đình anh sớm ổn định cuộc sống, nhiều cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 841, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến lau chùi nhà cửa, vệ sinh môi trường. Từ trước đến giờ thì các cái lực lượng chức năng hàng năm là họ có lụt thì đã giúp đỡ, mà tôi cảm thấy là rất ấm lòng bởi vì tình cảm quân dân đã sát với người dân. Bộ Chỉ huy tỉnh đã điều hàng trăm cán bộ chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả trên các địa bàn trọng điểm ở Hương Khê. Thì chúng tôi đã tập trung ở xã Điền Mỹ và xã Hà Linh, và chúng tôi tập trung vào cho cán bộ chiến sĩ đó là khắc phục tổng dọn vệ sinh ở nơi các nhà sinh hoạt cộng đồng, các trụ sở và trường học, trạm y tế, cũng như là giúp các gia đình chính sách neo đơn không có người để giúp đỡ. Cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, trong những ngày qua, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an và Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương cùng các ban ngành ở huyện Hương Khê tiến hành nạo vét bùn đất tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học, đường làng ngõ xóm và tại các hộ neo đơn, gia đình chính sách. Ở đấy thì anh em chúng tôi là tiến hành là nạo vét cái bùn đất, rồi thì làm vệ sinh ở phía trong các cái khu vực, các cái nhà của các trường mầm non, hội quán, nhà văn hóa và một số cái hộ nhà dân có hoàn cảnh khó khăn như là các cái hộ người già neo đơn, rồi hộ người tàn tật. Thì anh em cũng phát huy cái tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, của người chiến sĩ công an nhân dân. Hiện nay nhiều hộ dân tại một số vùng thấp trũng ở huyện Hương Khê nước vẫn chưa rút hết, nhiều tuyến đường vẫn đang bị chia cắt. Vì vậy cùng với công tác vệ sinh, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức phun tiêu độc khử trùng môi trường để phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ. Và hai ngày hôm nay thì có gần 2.000 người đã về giúp cho nhân dân huyện Hương Khê. Đến nay thì cơ bản là các địa phương đã dọn dẹp. Liên quan đến môi trường sau lũ thì là một cái vấn đề hết sức quan tâm, cho nên là đã chỉ đạo hệ thống trung tâm y tế và các trạm y tế các xã là tổ chức dọn dẹp và phun khử khuẩn để đảm bảo vệ sinh sau lũ. Đến hôm nay thì còn hai xã là Hà Linh và Điền Mỹ đang có một số khu dân cư ngập sâu. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung hỗ trợ giúp đỡ bà con dọn dẹp và ưu tiên cho các trường học cũng như trạm y tế để sớm hoạt động trở lại. Sự đồng hành hỗ trợ của các lực lượng chức năng không chỉ góp phần giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống, mà còn tô thắm thêm tình quân dân, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân địa phương. Thưa quý vị, nước lũ đi qua đã cuốn trôi nhiều tài sản, thậm chí là tính mạng của người dân. Việc khắc phục để sớm ổn định cuộc sống thì còn đó nhiều gian nan. Nhưng với sự hỗ trợ đồng lòng đồng sức của cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương các cấp, thì người dân vùng rốn lũ sẽ cảm thấy ấm lòng hơn và có động lực để sớm ổn định cuộc sống.